Trung Nguyên Kiếm Khách hay còn gọi là Trung Nguyên Tiêu Cục là một phiên bản được làm lại từ nguyên tác Bảo Tiêu năm 1974 bởi nhà biên kịch của Đài Loan là Trần Minh Hòa năm 1995. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và cả Nhật Bản như Địch Long, Dương Lệ Thanh, Nguyên Bưu, Ngô Thiên Tâm, Ngọ Mã, Cây Xê Tai Su. Hôm nay, mọi người hãy cùng tôi điểm qua xem thần tượng một thời có cuộc sống ra sao. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Địch Long tên thật là Đàm Phú Vinh, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1946, là nam diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Từ cuối thập niên 1960 đến thập niên 1970, ông là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu tại Hồng Kông và châu Á. Địch Long đã đóng vai chính hơn 70 bộ phim cho hãng Thiệu Thị Huynh Đệ, với các phim nổi bật của đạo diễn Trương Triệt như Đại Quyết Đấu năm 1971, Vô Địch Quyền Vương năm 1971, Thích Má năm 1973. Ông cũng nổi tiếng với các vai diễn trong loạt phim Cổ Long của đạo diễn Sở Nguyên như Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao năm 1976, Tả Lưu Hương năm 1977, Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm năm 1977. Địch Long sinh ra trong một gia đình nghèo, làm nghề trải lưới tại xã An Thư, tỉnh Quảng Đông. Năm 4 tuổi, gia đình ông gồm 4 thành viên, cha mẹ em gái cùng ông đã chuyển sang Hồng Kông sinh sống. Năm 11 tuổi, Địch Long phải nghỉ học để phụ giúp gia đình sau khi cha ông qua đời vì tai nạn giao thông. Ban đầu Địch Long làm người giao hàng tại một tiệm tạp hóa, thường xuyên đi giao sữa, báo hay các loại tạp phẩm. Sau đó đến năm 17 tuổi, ông đi học nghề và làm thợ may tại một nhà may trong một khoảng thời gian. Cũng trong khoảng thời gian này, Địch Long bắt đầu theo học Vịnh Sơn Quyền từ lời giới thiệu của một người bạn. Lúc đầu ông không nghĩ học võ để đóng phim, mà để đối phó với nhóm lưu manh đường phố mà ông hay va chạm. Năm 1968, Địch Long tình cờ đọc được một mẫu quảng cáo của hãng phim Shaw Brothers. Ngay lập tức, ông đã đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào lớp đào tạo diễn xuất của Thiệu Thị Huynh Đệ, bước đệm dẫn tới con đường thành công của mình. Nhiều ý kiến nhận định cho rằng mang đến thành công cho Trung Nguyên Kiếm Khách không chỉ có Địch Long, Thiên Tâm hay Dương Lệ Thanh, mà còn có cả Ngọ Mã, diễn viên đảm nhận vai lãnh diện Diêm La Phản Kiếm Sầu kiêm Vạn Càn Khôn, một cao thủ bậc nhất trong giới giang hồ, ai nghe cũng phải khiếp sợ và kính nể. Ngọ Mã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thập niên 1970, nhưng vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông vẫn là Yến Xích Hà trong bộ phim Thiện Nữ Ưu Hồn. Với lối diễn chân thực, dù tạo hình trong phim có phần hơi giống ác nhân, nhưng Ngọ Mã vẫn được khán giả yêu thích. Sau Thiệu Nữ Ưu Hồn, Ngọ Mã tiếp tục tham gia nhiều phim khác như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Hoàng Phi Hồng hay Bích Huyết Kiếm. Năm 2014, Ngọ Mã qua đời ở tuổi 72 do căn bệnh ung thư phổi quái ác. Nguyên nhân là do ông uống quá nhiều rượu và hút thuốc lá. Sau đợt trị liệu đầu tiên, Ngọ Mã đã quyết định dừng điều trị lại. Ông chuyển sang dùng thuốc đông y. Ngọ Mã vẫn tiếp tục với nghiệp diễn, đóng phim đều đặn khiến không ai nghĩ là ông vẫn chưa khỏi bệnh. Trước khi qua đời, Ngọ Mã đã lo liệu chu đáo cho vợ và cô con gái 14 tuổi để tương lai họ không phải lo lắng gì cả. Ngọ Mã ra đi thanh thản và không đau đớn vì ông đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ trước đó rồi. Nguyên Bưu tên thật là Hạ Linh Trấn, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1957 tại Hồng Kông, là một nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà biểu diễn võ thuật của điện ảnh Hồng Kông. Ông chuyên đóng các vai nhào lộn và võ thuật Trung Quốc, xuất hiện trong hơn 130 bộ phim với các vai trò là diễn viên, đóng thế và biểu diễn võ thuật. Xuất thân từ Học viện Hí kịch Trung Quốc, tại Hồng Kông bên cạnh hai sư huynh là Thành Long và Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu bắt đầu tham gia nghệ thuật từ khi nhỏ tuổi với vai trò là thành viên của nhóm Thất Tiểu Phúc. Ông nổi tiếng với khán giả khi đóng các bộ phim võ thuật về môn phái Vịnh Sơn Quyền và là một trong những người biểu diễn môn võ này xuất sắc trên màn ảnh. Trong những năm 1970, Nguyên Bưu bắt đầu sự nghiệp bằng việc đóng thế cho một số bộ phim như Mãnh Long Quá Giang 1972, Tinh Võ Môn 1972 và đóng thế những pha nguy hiểm cho Lý Tiểu Long trong Long Tranh Hổ Đấu 1973, Trò Chơi Tử Thần 1978. Thập niên 1980, Nguyên Bưu cùng với Hồng Kim Bảo và Thành Long là bộ ba vàng của điện ảnh võ thuật Hồng Kông thời bấy giờ. Tuy nhiên kể từ bộ Phi Long Mãnh Tướng thì cả ba không còn đóng chung bộ nào nữa. Nguyên Bưu kết hôn, lúc đó sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Nhiều người đã khuyên ông không lên đấy vào thời điểm này vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Trong lời phỏng vấn, ông trả lời rằng sự nghiệp có thể quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn nhiều.
danh tiếng cũng chỉ ngoài thân, tình thân máu mủ mới là thứ cốt yếu. Một thời gian sau, ông dẫn vợ là Bành Tú Hà sang Canada để định cư. Giờ đây, mặc dù danh tiếng không bằng Thành Long hay Hồng Kim Bảo, nhưng Nguyên Bưu lại gặt hái được một thành công mới, thành công mang tên Hạnh Phúc. Hiện tại ở tuổi 61, Nguyên Bưu không còn tham gia nhiều vào các hoạt động nghệ thuật phim ảnh. Tuy nhiên, hình ảnh của ông vẫn để lại dấu ấn khó phai đối với nhiều thế hệ khán giả. Dương Lệ Thanh là một nữ diễn viên hành động nổi tiếng ở Đài Loan và Hồng Kông cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Giai đoạn này cô đã là một đả nữ hàng đầu trong các bộ phim về đề tài võ thuật hành động, diễn xuất cùng Châu Tử Đan, Nguyên Bưu, Lý Tái Phụng. Ở tuổi 17, cô giành chiến thắng trong một cuộc thi tài năng quốc gia do một đài truyền hình Đài Loan tổ chức. Sau đó cô tập luyện Taekwondo và đạt được thành tựu cao trong môn võ này. Năm 1987, Dương Lệ Thanh ký hợp đồng và thực hiện bộ phim đầu tay của cô là In the Line of Duty 3. Bộ phim là một thành công phòng vé và bắt đầu sự nghiệp lâu dài của cô. Năm 1995, Dương Lệ Thanh được chọn vào vai nữ chính Tam Tiểu Thơ, Triệu Yến Linh trong bộ phim truyền hình ăn khách của Đài Loan là Trung Nguyên Kiếm Khách của đạo diễn kỳ cựu Trần Minh Hòa. Ngoài ra, trong năm 1995 thì cô còn diễn xuất cùng nam diễn viên gạo cội Trịnh Thiếu Thu trong bộ phim Tân Sở Lưu Hương Truyền Kỳ. Tuy từng tham gia nhiều vai diễn trong các phim truyền hình nổi tiếng như Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam, Hiệp Nữ Truyền Kỳ hay Hoàng Đế Ăn Mày, nhưng không phải vai diễn nào cô cũng được đánh giá cao. Cuối những năm 90, Dương Lệ Thanh vẫn chăm chỉ đóng phim. Song thời hoàng kim của cô đã qua, người đẹp nay chỉ đóng những vai phụ, không để lại ấn tượng. Thay vào đó cô đào 6X, lại được biết đến nhiều hơn với những ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện tình ái. Sau cuộc tình tố nhiều giấy mực với Lý Chí Kỳ, Dương Lệ Thanh có mối quan hệ với Cung Vĩ Luân, một anh chàng 36 tuổi và có một đời vợ. Tháng 4 năm 2018, cô đã yêu cầu chia tay Cung Vĩ Luân vì nhiều bất đồng, nhưng tình cũ không chấp nhận chuyện chia tay và liên tục quấy rối cuộc sống của người đẹp. Tờ QQ cho biết, Cung Vĩ Luân thường xuyên gọi điện thoại làm phiền Dương Lệ Thanh. Anh ta thường tới nhà tôi làm ầm ĩ vào lúc 4 giờ sáng. Tôi liên tục phải đổi số vì bị anh ta làm phiền. Mỗi tối, tôi đều sử dụng thuốc ngủ để có thể ngủ một giấc, Dương Lệ Thanh chia sẻ. Thậm chí, anh chàng còn đe dọa sẽ tạt axit nếu cô không chịu nói chuyện. Thay thế Dương Lệ Thanh trong Trung Nguyên Kiếm Khách phần 2, Thiên Tâm chia sẻ từng lo sợ vì khó lòng vượt qua được cái bóng của diễn viên này. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng gây dựng trong lòng công chúng một hình ảnh nữ hiệp Triệu Uyên Linh mới mẻ nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Được biết, Thiên Tâm tên đầy đủ là Ngô Thiên Tâm, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1975 tại Đài Trung, là người mẫu, ca sĩ, MC kiêm nữ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Năm 1992, cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo, gương mặt khả ái và thân hình nóng bỏng giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất phim. Ngoài Trung Nguyên Kiếm Khách, Thiên Tâm nổi tiếng với các phim như Thiên Sứ Ma Quỷ, Người Đàn Ông Hoàn Mỹ Của Tôi, Ba Chú Heo Con, Tôi Yêu Người Khác Rồi, Song Hùng Kỳ Hiệp, Trường Kiếm Tương Tư, Cái Ế Bà Thiết Tiến Hóa. Năm 2011, cô đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Trung Đài Loan lần thứ 46 với phim Thiên Sứ Ma Quỷ. Cô cũng từng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình châu Á lần thứ 19 với phim Tôi Yêu Người Khác Rồi. Ka Se Tae Su từng là một trong những diễn viên hàng đầu của màn ảnh Nhật, nổi lên như một hiện tượng từ giai đoạn đầu của thập niên 90. Ngoài ra, anh cũng là một người mẫu sáng giá, một gương mặt thương hiệu được nhiều nhãn hàng săn lùng như Coca-Cola, Lotte, Asahi Beer. Năm 1995, anh được giới thiệu sang Đài Loan đóng một bộ phim quảng cáo. Sau đó, Ka Se Tae Su lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim nhờ ngoại hình sáng sủa cao ráo. Anh bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh Đài Loan và cả đại lục qua nhiều bộ phim, trong đó Ka Se Tae Su để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua vai diễn trong Trung Nguyên Kiếm Khách phần 2. Tuy nhiên, đến năm 2008, anh bị phát hiện tàng trữ và sử dụng chất kích thích trong nhà. Năm 2009, tại phiên tòa xét xử, anh bị tuyên phạt 2,5 năm tù. Diễn viên cũng thừa nhận tội trạng và thú nhận đã sử dụng ma túy 4 năm trước khi công việc không thuận lợi. Một nguồn tin cho hay, Ka Se Tae Su cũng bị bạn gái cũ lật tẩy rằng anh đã sử dụng ma túy gần 20 năm qua, mỗi tuần dùng 4 lần. Sinh năm 1969,
Kase Taisu từng đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Nhật Bản lần thứ 14 với phim Inamuraze năm 1990. Sự việc này khiến các fan hâm mộ của anh tiếc nuối. Sau khi tại ngoại, Kase Taisu ít khi tham gia hoạt động nghệ thuật nữa. Nhiều nguồn tin cho hay anh đã mở một quán bar để sinh sống. Tuy không còn xuất hiện trên màn ảnh nữa, nhưng rất nhiều khán giả vẫn gọi tên anh và đăng tải các hình ảnh thời vàng son để nhớ đến Kase Taisu.